Tối ngày 25 tháng 8, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lễ hội Xin chào Việt Nam 2024 nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đẹp đẽ giữa nhân dân hai nước Việt Ấn. Tại buổi khai mạc, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của hai nước Việt Ấn, giúp người dân Việt Nam hiểu thêm về nền văn hóa đa sắc màu của Ấn Độ và cũng để người dân Ấn Độ đến Việt Nam có những ấn tượng sâu sắc về Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ hội, còn diễn ra các hoạt động văn hóa phong phú khác, đặc biệt là lễ hội công bố dự án phim hợp tác Việt-Ấn mang tên Love in Vietnam với những cảnh quay diễn ra tại cả hai quốc gia. Đây không chỉ góp phần quảng bá văn hóa mà còn thúc đẩy ngành du lịch, tạo điều kiện cho mọi người khám phá văn hóa Ấn Độ và tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa hai nước. Lễ hội năm nay được xem là sự kiện quan trọng và là nền tảng để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam-Ấn Độ trong năm lĩnh vực, kinh doanh, du lịch, đường sắt, giáo dục và điện ảnh. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Cộng đồng Phật tử và người Việt tại Liên bang Nga vừa tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và kỷ niệm 10 năm ngày khánh thành niệm Phật đường Isentra Moscow. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội cùng đông đảo tăng ni, đồng bào Phật tử người Việt. Tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow Incentra tại thủ đô Moscow, cộng đồng người Việt đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ý nghĩa của Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định niệm Phật đường Incentra Moscow là địa chỉ hoạt động tôn giáo văn hóa ý nghĩa, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga với quê hương đất nước. Đại sứ cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng Phật tử tại đây trong việc xây dựng và phát triển đất nước, vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trải qua 10 năm hoạt động, niệm Phật đường Incentra Moscow đã được công nhận là thành viên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại nước ngoài. Buổi lễ Vu Lan cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa, hướng cộng đồng đến một cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Ngày 25 tháng 8, tại nhà thi đấu đa năng thuộc khu Liên hợp Thể thao tỉnh Quảng Ninh, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra các trận đấu hấp dẫn trong khuôn khổ cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương năm 2024, Robocon 2024. Xuất sắc vượt qua 13 đội tuyển, đội Hồng Kông Trung Quốc đã giành chức vô địch. Cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương 2024 đã diễn ra sôi nổi tại Quảng Ninh với sự tham gia của 13 đội tuyển từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có hai đội đại diện từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Chủ đề cuộc thi năm nay là Ngày mùa, tôn vinh ngành nông nghiệp và văn hóa ruộng bậc thang của Việt Nam. Trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam 1 và Hồng Kông đầy kịch tính với chiến thắng thuộc về đội Hồng Kông đạt 510 điểm. Việt Nam 1 giành giải nhì với 420 điểm, còn Việt Nam 2 và Nhật Bản đồng giải 3. Năm 2025, cuộc thi sẽ được tổ chức tại Mông Cổ với chủ đề bóng rổ.